Xin chào bác sĩ. Bác sĩ có thể cho biết là nguyên nhân vì sao ở thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện trường hợp F5 dương tính với virus SARS-CoV-2? Khi mà mình nói cái F5 dương tính với cái SARS-CoV-2 đó, thì mình phải hình dung được cái F5 nó đang nằm ở đâu. Nếu mà F5 nó nằm trong khu cách ly hay là khu phong tỏa đó, thì chứng tỏ là không, nó đã ở chung với cái cộng đồng phong tỏa đó rồi, nó mới lây qua được F5. Đó, có nghĩa là mình phát hiện trễ cái F0 đó, cho nên nó mới lây tới F5. Cộng với lại cái khuynh hướng của virus bây giờ nó sẽ lây nhanh hơn. Còn nếu F5 mà nó lại nằm ở trong cái khu không phải phong tỏa hay khu cách ly thì chứng tỏ là nó đã nằm ở ngoài cộng đồng rất là lâu. Và trước tình hình như vậy thì người dân cần phải cảnh giác những gì thưa bác sĩ? Đối với người dân á, thì chúng ta phải hình dung là nếu mà cái F5 đó nằm trong khu phong tỏa thì mình là một thành viên của một khu phong tỏa, thì mình phải hiểu là dù là mình có xét nghiệm âm tính đi nữa thì nguy cơ mắc bệnh mình vẫn còn. Cho nên mình phải tiếp tục 5K, tiếp tục tuân thủ. Và cái điều quan trọng là trong bất cứ lúc nào, dù là mình đã xét nghiệm âm tính mà mình có triệu chứng hoặc thì mình phải liên hệ ngay y tế. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi.